Chào mừng quý khách hàng đang đến với trang fanpage chính thức của Khang Anh, nhà cung cấp đồng phục chuyên nghiệp có địa chỉ tại số 255/4A đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang. Là công ty may đồng phục cao cấp với các mẫu mã sản phẩm đa dạng, tươi mới, sáng tạo. Khang Anh hiện là đối tác cung cấp đồng phục cho nhiều doanh nghiệp, trường học, công sở và nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh An Giang. Với các loại như đồng phục công sở sơ mi nam, sơ mi nữ, quần tây nam, quần tây nữ, vest nữ, váy công sở, đồng công sở, đồng phục áo thun, áo lớp, áo nhóm, đồng phục bệnh viện, y tế, đồng phục nhà hàng khách sạn, spa, đồng phục bảo hộ lao động, đồng phục học sinh sinh viên, đồng phục trẻ em, v.v. Với thời gian không phải là dài cũng không phải là ngắn, hơn 5 năm hình thành và phát triển, Khang Anh đã giúp hơn 500 doanh nghiệp xây dựng thành công thương hiệu với những mẫu mã đồng phục đẹp và độc đáo nhất. Khang Anh cam kết mang lại giá trị lớn nhất cho khách hàng. Dấu ấn đậm nhất trong đầu năm 2019 là Khang Anh đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên đại diện cho tỉnh An Giang tham dự tại Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất, được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 14 đến 16 tháng 1 năm 2019. Lễ hội có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với đại diện làng dệt thổ cẩm Chăm truyền thống, Khang Anh đã giới thiệu đến quý quan khách tại lễ hội về đặc sắc của chiếc áo dài thổ cẩm. Những thiết kế áo dài cách tân độc đáo được Khang Anh tự thiết kế, được lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa của An Giang, sử dụng các chất liệu từ thổ cẩm Chăm, Khmer và Lộ Tân Châu. Với những sản phẩm độc đáo như vậy, gian hàng đồng phục Khang Anh đã được nhiều vị khách yêu quý đến tham quan và mua sắm. Cảm thấy nó rất là đẹp, nó mang một cái nền văn hóa rất là đồng của Việt Nam, rất là riêng của Việt Nam. Sáng giờ em đi tham quan rất nhiều, nhưng mà thấy cái gian hàng của mình ấy, nhiều áo dài với các thổ cẩm đẹp, rất đẹp, rất xinh luôn. Tham quan cái gian hàng này thấy cái văn hoa của cái áo và cái chất vải rất là đẹp và tốt. Chị thấy cái áo ấy nó đẹp và cũng vừa với con gái của chị mua về tặng cho con gái chị. Mình đi thăm rất nhiều gian hàng ở lễ hội thổ cẩm, thì trong đó có cái gian hàng của An Giang, mình thấy thứ nhất là về trình bày rất là khoa học và các cái sản phẩm được bày nó thể hiện được cái nét đặc trưng riêng của An Giang, và cái thứ hai là những cái sản phẩm mình sẽ đi xem qua thì thấy là nó rất hợp với hiện nay của cái giới trẻ cũng như một số cái người dân. Không chỉ dừng lại ở đó, trong dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Khang Anh còn trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh An Giang ra mắt các bộ sưu tập áo dài truyền thống, áo dài cách tân và đầm váy cho trẻ em, được giới thiệu và đông đảo công chúng đón nhận tại trung tâm thương mại Vincom Long Xuyên. Với những thành tựu vừa đạt được trên nền tảng chất lượng, mẫu mã đa dạng, uy tín, luôn nhận được sự tín nhiệm và tin dùng của nhiều khách hàng doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và các cá nhân. Năm mới 2019, đồng phục Khang Anh tiếp tục đạt mục tiêu gia tăng mẫu mã, đẩy mạnh công suất để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng. Khang Anh, nhà cung cấp đồng phục chuyên nghiệp, địa chỉ tại số 255/4A, đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Mọi chi tiết liên hệ qua hotline, điện thoại và Zalo 0898 809 767.